Chị Chim ơi, chăm bơi đi vào xem nào. Chị Chim biết bơi rồi. Mai vào bơm nhiều nữa chứ. Ôi, con cá này, cá bơi ngửa. À, cô giáo dạy con rửa mặt à? Rửa mặt 6 bước. À, rửa mặt có 6 bước à? 3 thôi. Thế bây giờ con về nhà mình con rửa mặt và xem nào. Rửa mặt như cô giáo dạy con ấy. Hai chân đẩy. Đấy. Từ từ thôi. Hít căng vào, hở ra 1/3 rồi hít vào thế thôi. Luôn lên cơ bụng một tí để cho áp lực nước cho bằng nào. Trời ơi. Nào con thể xuống. Nào hai chị em cùng bơi. Bơi. Nào chị tập đây nhanh lên. Bơi ngửa đã mất sức nhất nhanh lên. Nào xem có được lâu không nào. Hả? Em bơi không? Em đào chân nhé. Cứ đào chân nhé. Được không? Đào chân thôi. Đào bố dưỡng mà. Ô thế em Trâm không bơi à? Nào chi tiếp đi, làm gì nữa cho một chút không? Nào làm gì nữa? Làm gì nữa? Đi nữa, đi nữa. Ôi trời, nó mỏi thì thôi nhỉ? Trời này nó cũng lạnh cơ mà. Vẫn sợ không dám bơi. Nếu em phun một cái là con ta không chạm. Nào có lao phì vèo một cái là sao mà sợ. Thôi, giày này lạnh nó không thích thì thôi. Ép nó ốm. Mà trong một tí thôi. Giờ đến giờ người ta đi làm về để chú. Trong một tí thôi. Không phải không ngầm nước đâu nào. Vẫy chân nào. Úi chà. Không biết. Đây đây. Nào. Vâng, đạp chân nào, đạp chân nào. Vậy 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 chân nào, vậy vậy chân nào. Em vẫn sợ. Anh vẫn nhát tối. Nhát thì nhát lắm đấy. Anh nằm theo các lớn hơn, em khỏe hơn, em con chơi hay hơn. Thế nấm tròn này. Xuống học bơi lại cứ đứng ăn kẹo thế kia thì bơi nào được. Lúc đầu là cái kẹo này là của con ấy, nhưng mà em cứ đằng nặng nổi, con không cho chụp được tóc. Đang béo lại lúc nào ngào. Sẵn đã sùng, nhìn nhìn. Bơi đi. Con cái bẻ à, xíu. Nhít căng vào. Bỏ ra 1/3 thôi. Cứng hơn một tí. Bỏ ra 1/3 và nhít căng vào. Có thể luôn lên trạng thái nổi. Ơ. Người ta còn nằm một tiếng trên nước nha. Em biết rồi. Ở trên YouTube và hai cái này. Không biết YouTube, YouTube biết. Nhưng mà vấn đề là kỹ năng cơ bản thì chẳng có gì. Mai nắng bà bơm bầy, bà phơi nắng từ trưa. Ê Trâm ơi, con không bơi, con độc đứng ăn kẹo thôi à? Ăn hết kẹo chưa? Biết bơi không? À, rồi thế con vứt đi, con tập bơi đi. À, rồi thì thôi tối rồi. Tối lạnh rồi, đi lên đi. Ba cô giáo cô dắt cho con chỉ chừa đầu chừa nước lên đầu con. Thế à, cô giáo bôi nước lên đầu con à? Chị. À chị xịt nước lên đầu con à? Cô giáo mới buộc tóc cho con mà. À lúc nãy ở lớp là cô giáo mới buộc tóc cho con đúng không? Về nhà chị Chi lại phun nước vào đầu con đúng không? Đu đu. Đu đu. Con nè. Chú phố bơi hai chị em tí. Thôi thì bây giờ đến giờ bán hàng của chú. Ba con nấu cháo tim hơn lợn nữa không? Hôm nay Thiến Trang không ăn cháo nữa. Em bé lớn rồi, Thiến Trang không ăn cháo. Em bé được mấy tháng rồi? Được. Em bé 10 tháng rồi. 22 ngày rồi. Ba ơi, em bé
22 ngày rồi. Mấy tuổi rồi? Mấy tháng tuổi rồi? 22 ngày tuổi. Mấy ngày tuổi rồi? 22 ngày. Mấy tuổi rồi? 22 ngày tuổi. Con thích ăn cháo tim thì mai đi học về bà nấu con ăn nhé. Dạ đi. Nào Chi, chú dạy bơi nào, nhanh lên. Đó, nhanh. Nhịp nhanh. Chú Phú rất là chiều cháu nha. Đăng vào, nhanh nào. Cháu đi học về. Bà chào con. Như máy treo ấy, tay như máy treo ấy. Anh hai cháu muốn gì lại đi chơi. Đi ăn trước đó. Vậy. Chạy đi. Bà ơi, con được rồi. Con bơi được rồi, con giỏi lắm. cái nấm ngọc châm của bà. Bảo ít hơi nữa, hơi lên nào, năm hơi liên tục, nhanh lên luyện sức bền, vận động viên người ta mấy trăm hơi mới đích, mấy nghìn hơi. Đây này có ai trông gương không? Chú bơi hay. Chú bơi luôn. Bơi xuống nó đi. Bơi xuống em. Bơi ốm, bơi xuống bơi ốm. Không nói ngay từ đầu hai em chào. Đâu ấy. Chị ấy luôn đi nào.